Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hóng Showbiz. Và ngay bây giờ, xin được mời quý vị cùng với chúng tôi cập nhật thông tin hot nhất trong ngày hôm nay nhé. Giữa đêm hôm qua, mạng xã hội được một phen dậy sóng trước thông tin nam ca sĩ nổi tiếng có tên viết tắt là Jay dính nghi vấn bắt cá hai tay. Thông tin này do một tài khoản Facebook đưa ra nhưng sau đó đã nhanh chóng xóa bỏ. Đáng nói, tài khoản này cũng hé lộ một thông tin cực sốc nữa, cho rằng Jay đã có con chung với Thiên An, một hot girl từng đóng chung MV với ca sĩ. Đến trưa nay, Thiên An cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, về phía nhân vật chính là ca sĩ Jay thì vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ là tin đồn và đang được kiểm chứng. Hiện lượng fan cực khủng của Jay đang đồng loạt kêu gọi cùng nhau tin tưởng và chờ đợi. Từ khóa này cũng đang lọt top thịnh hành trên mạng xã hội. Vụ ồn ào liên quan đến ca sĩ Jack xảy ra vào tối hôm qua 7 tháng 8. Theo đó, một tài khoản Facebook tên là Thúy Vi đã có một bài đăng khá dài cho biết cô và ca sĩ Jack đã hẹn hò với nhau từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Theo chia sẻ của cô gái này, cô và Jack đã bắt đầu mối quan hệ từ khi ca sĩ này chủ động liên hệ cô đến chung cư riêng của anh trong tư cách là một người hâm mộ. Tại đây, Jack đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình, đề nghị Thúy Vi làm người yêu. Sau đó, Thúy Vi đã nhận lời và cả hai bắt đầu quá trình hẹn hò. Trong suốt quá trình hẹn hò này, Thúy Vi cho biết cô và Jack rất ít gặp nhau do nam ca sĩ bận rộn với công việc. Trong một lần tình cờ, Thúy Vi phát hiện trong tài khoản iCloud của bạn trai có hình ảnh một cô gái khác chính là Thiên An. Đỉnh điểm, Thúy Vi khi tìm hiểu về cô gái này còn phát hiện giữa Jack và Thiên An đã có con. Khi dò hỏi thì Jack đều phủ nhận mọi việc. Vì muốn làm rõ, Thúy Vi đã liên hệ gặp gỡ Thiên An và bất ngờ chính Thiên An cũng thừa nhận sự việc và không hề biết đến sự tồn tại của Thúy Vi. Thông tin này ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao, đặc biệt là cộng đồng fan của nam ca sĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều từ phía Thúy Vi và chưa được xác thực. Hiện cộng đồng fan hâm mộ của anh vẫn đang hết mình ủng hộ cho nam ca sĩ. Hàng loạt bài đăng ủng hộ kêu gọi nhau, tin tưởng và chờ đợi được đăng tải trên khắp mạng xã hội. Ca sĩ Jack từ trước đến nay luôn nổi tiếng là một người ngoan hiền, lễ phép và rất được lòng mọi người. Xuất thân của nam ca sĩ không phải trong gia đình khá giả, cho nên những nỗ lực đạt đến thành công ở thời điểm hiện tại chính là điều khiến cho nam ca sĩ nhận được hàng triệu lời khen ngợi quý mến. Lượng người hâm mộ của anh cũng nhờ đó mà cực khủng, có thể sánh ngang với những ngôi sao hạng A đã nổi tiếng từ trước đó. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Jack đã và đang là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, chạm đến đỉnh cao của danh vọng. Vì thế, bất cứ một thông tin nào về anh cũng trở thành tâm điểm của cư dân mạng. Tuy nhiên, giữa thời điểm ngày càng xuất hiện nhiều tin giả, không biết đâu là sự thật, cộng đồng mạng cũng nên có một cái nhìn tỉnh táo, sáng suốt để phân biệt đúng sai, tránh làm tổn thương những người không có tội. Quay trở lại với câu chuyện, vào trưa hôm nay, sau thời gian im lặng và khiến khán giả xôn xao, cô gái tên Thiên An, người đã đóng chung MV với ca sĩ Jack, bị đồn có con với nam ca sĩ, đã có một bài đăng dài trên Facebook cá nhân. Mở đầu bài đăng, Thiên An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi sự lên tiếng của cô trong thời gian dài. Nguyên văn đoạn chia sẻ của Thiên An như sau. Mình và anh Jack quen nhau đến nay là hơn 2 năm rồi. Tụi mình quen nhau cả hai gia đình đều biết, chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Ngay cả bạn bè hai bên cũng đều biết đến sự hiện diện của nhau. Tụi mình có một bé gái xinh xắn, chào đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung, nên khi mình sinh Son là tên ở nhà của em bé được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Và những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn khi hơn một năm qua mình bị lừa dối và bị xem thường đến như thế. Nếu như các bạn gái kia không liên hệ mình, thì mình vẫn còn mong rằng tương lai mình và anh sẽ quay lại và cùng nhau chăm sóc cho con gái đầu lòng của chúng mình. Thật ra những cô gái kia cũng như mình, cũng không biết mình bị lừa dối, cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ các bạn ấy thì không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ. Mình đau vì mình chọn nhầm người, đau hơn là đã khiến con mình trở thành một đứa bé không có sự quan tâm của ba mẹ, từ lúc bầu cho đến lúc lọt lòng. Mình có lẽ sẽ không bất ngờ nếu như anh quen một người khác khi mình và anh đã chấm dứt. Nhưng không, là trong thời gian tụi mình bên nhau, là trong lúc mình mang nặng đẻ đau, là lúc mình thực sự cần một người chồng bên cạnh nhất.
Mình tôn trọng sự riêng tư của anh nên mình ít khi động đến điện thoại anh. Từ lúc biết tin mang thai, tất cả mọi thứ mình đều làm một mình, từ khám thai, đi làm cho đến việc đi sinh con cũng vậy. Mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình. Nhưng anh lại dành thời gian cho 2 đến 3 cô gái khác thì được. May mắn rằng ông trời cũng còn thương cho cuộc đời của mình. Khi mình biết chuyện anh ngoại tình thì mình đã sanh con được 4 tháng rồi. Nếu trong thời gian mang thai mình phát hiện ra chắc mình sốc đến chết mất. 4 tháng qua phải chi anh gọi điện thoại hay chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm con cũng khiến cho mình vui rồi. Mình cố gắng để vui vẻ, tinh thần mình không tiêu cực. Mình sợ sẽ rơi vào trầm cảm sau sinh vì cứ mãi suy nghĩ. Mình tính sẽ đợi em bé lớn hơn một tí, mình sẽ công khai bé với mọi người và không hề có ý định giấu ai chuyện gì cả. Trong bài đăng của mình, Thiên An cũng tiết lộ một chi tiết cực kỳ quan trọng. Theo đó, Thiên An viết rằng, mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con. Nhưng mình buồn vì cái mình cần không phải là tiền mà là sự quan tâm. Dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần một người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau, dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa. Những người phụ nữ nào đang làm mẹ chắc hẳn cũng biết mình chăm con sẽ vất vả thế nào, trầm cảm sau sinh kinh khủng ra sao. Mình đã cố gắng giữ hình ảnh ba trong mắt Son là một người đàn ông tốt. Nhưng xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi. Những việc anh làm mình thật đau lòng và hụt hẫng. Qua câu chuyện này, mọi người hãy thức tỉnh, đừng để mình trở thành một nạn nhân tiếp theo trong câu chuyện dài chẳng có hồi kết này. Cuối cùng, Thiên An nhắn nhủ, dù có ra sao, việc sai cũng do người lớn mà ra, đứa bé vô tội. Mình xin mọi người nếu không thích mình có thể làm gì cũng được, nhưng Son đối với mình là thứ duy nhất mình có được sau tất cả những tổn thương. Mình mong rằng mọi người sẽ chào đón Son như bao đứa trẻ bình thường khác, vì Son thiệt thòi nhiều rồi. Và mình mong mọi người hãy tôn trọng cái tên mình đặt cho con, đó là một cái tên mình đã nâng niu và yêu thương biết bao. Mình hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc, trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho hai mẹ con mình. Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998, từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vụ việc ồn ào này xảy ra, Thiên An cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Jack khi cả hai cùng hợp tác trong một loạt dự án âm nhạc. Năm 2019, từ một cô gái bình thường, Thiên An bỗng chốc nổi tiếng nhờ xuất hiện trong các MV âm nhạc của nam ca sĩ. Thời điểm đó, Thiên An bị đồn là người yêu của Jack. Nhưng cô gái này không hề lên tiếng khẳng định cũng như phủ nhận. Sau đó cô bỗng nhiên biến mất và không còn hoạt động nghệ thuật. Hiện những thông tin liên quan đến sự việc của nam ca sĩ Jack và Thiên An vẫn đang rất nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên giữa hàng loạt thông tin không biết đâu là thật, đâu là giả, người hâm mộ nên tin tưởng và chờ đợi để biết rõ sự thật thay vì chỉ trích khi chưa rõ trắng đen. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc này. Và đặc biệt là các đồng đóm đừng quên bấm đăng ký kênh Hóng Showbiz để cùng chúng tôi theo dõi thần tượng của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau.